Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, lịch sử Việt Nam có vô vàn những điều thú vị và bí ẩn. Những câu chuyện lịch sử hấp dẫn sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong video sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, Lê Long Đĩnh bạo ngược. Lê Long Đĩnh sinh năm 1986, mất năm 1009, là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê trong lịch sử Việt Nam. Trong chính sử, ông được mô tả là người bạo, ngược, tính hay chém giết, ác bằng kiệt, trụ ngày xưa. Ông nổi danh vì những thú vui tàn ác như tra tấn tù binh bằng các cách thức man dợ, lấy mía để trên đầu nhà sư mà róc cho tóe máu. Do sống dâm dục quá độ nên Lê Long Đĩnh mắc bệnh trĩ nặng đến mức không ngồi được, đến buổi chiều thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngọa triều. Cái chết của ông ở tuổi 24 dẫn đến việc chấm dứt nhà Tiền Lê, quyền lực rơi vào tay nhà Lý. Giới sử học Việt Nam gần đây đã có những cách nhìn khác về vị vua tai tiếng này, cho rằng ông đã bị các sử gia thời sau bôi nhọ để phục vụ ý đồ của nhà cai trị. Trên thực tế, nhiều nguồn sử liệu khẳng định Lê Long Đĩnh là người trọng vọng Phật giáo và là ông vua đầu tiên cử người đi lấy kinh Đại Tạng về cho Việt Nam. Ông cũng được coi là một ông vua có tư duy kinh tế và một nhà quân sự có kinh nghiệm với 6 lần trực tiếp cầm quân ra trận. Một vị vua như vậy thì không thể là người ham mê sắc dục đến mức bỏ bê chính sự và bệnh nặng đến mức liệt giường. Thứ hai, Lý Cao Tông phá nát cờ đồ nhà Lý. Lý Cao Tông sinh năm 1173, mất năm 1210, là vị vua thứ 7 của nhà Lý. Lên ngôi từ năm 3 tuổi và giữ được ngôi đến khi trưởng thành. Ông đã trở thành vị vua đẩy triều Lý vào sự suy sụp. Khi còn nhỏ, Cao Tông là người ngoan lành, song khi lớn lên bắt đầu trực tiếp cầm quyền trị nước, lại sinh ra ham mê săn bắn. Chính sự pháp luật không rõ ràng, vơ vét của dân xây nhiều cung điện, bắt chăm họ xây dựng phục dịch, nên trộm cướp nổi lên khắp nơi. Năm 1189, ông đi du hành khắp các nơi trong nước, đi đến đâu mà có thần linh lại cho xây dựng đền miếu. Năm 1197, ông cho dựng cung Nghênh Thiềm, năm 1203 lại tiếp tục cho xây dựng hàng loạt cung điện, khiến chăm họ khốn khổ. Năm 1208, trong nước xảy ra đói kém, người chết đói hàng loạt. Trong lúc ấy thì vua vẫn rong chơi vô độ, xây đền đài không ngớt, nghe ngoài thành có trộm cướp thì lại lờ đi như không biết. Do chính sự rối ren, lòng dân oán hận, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân và ly khai của các hào trưởng địa phương nổ ra. Bên cạnh đó, nhà Tống còn xua quân sang quấy nhiễu biên giới Đại Việt, khiến nhân dân phải chạy loạn vô cùng khổ sở. Thứ ba, Trần Dụ Tông mở đầu sự suy sụp của nhà Trần. Trần Dụ Tông sinh năm 1336, mất năm 1369, là vị vua thứ 7 của nhà Trần. Ông lên ngôi hoàng đế khi còn thơ ấu. Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông điều hành triều chính, đất nước ổn định. Sau khi Minh Tông qua đời, Dụ Tông đích thân chấp chính và triều đại của ông đánh dấu sự mở đầu của quá trình suy yếu của vương triều nhà Trần. Vua Dụ Tông ham chơi bời, mê đàn hát, thường sai các vương hầu và công chúa bày tiệc đóng trò hát tuồng cho vui. Ai diễn hay thì được thưởng. Mặc dù phép tắc nhà Trần rất nghiêm khắc với tội đánh bạc, nhưng Trần Dụ Tông lại thích trò này, chiêu tập các nhà giàu vào cung đánh bạc cùng vua. Ông cũng nghiện rượu và thích rủ các quan cùng uống thi. Ai uống thắng được ông thăng chức. Trần Dụ Tông còn sai phu xây cất nhiều cung điện, đào hồ ở vườn trong hậu cung, trong hồ xây đá làm núi, trồng nhiều cây cỏ lạ và nuôi chim thú quý. Sau đó ông lại sai làm hồ con, lệnh cho dân ra biển chở nước mặn đổ vào hồ và thả cá biển, đồi mồi vào nuôi. Vua thích chơi bời và không nghe lời các trung thần, các quý tộc cũng hưởng ứng theo vua, khiến triều đình càng rối nát. Do bỏ bê nông nghiệp nên trong nước xảy ra mất mùa nhiều năm, bị sưu cao, thuế nặng, dân trong nước oán thán, nổi lên làm loạn. Mặc dù các cuộc nổi dậy bị dẹp, nhưng nhân tài vật lực trong nước bị hao tổn, kho tàng trống rỗng. Do tình hình trong nước ngày càng rối ren, Chiêm Thành ở phía Nam nhiều lần thừa cơ đánh cướp và tỏ ra coi thường người Việt, ngang ngược cử sứ giả sang Đại Việt để buộc vua Trần phải cống. Sau khi Trần Dụ Tông mất ở tuổi 34, nhà Trần tiếp tục lao xuống vực thẳm của sự suy vong. Thứ tư, vua hèn Trần Phế Đế. Trần Phế Đế sinh năm 1361, mất năm 1388, là vị vua thứ 10 của nhà Trần. Lên nắm quyền trong buổi hoàng hôn của triều đại này, sự bất lực và nhu nhược của ông khiến tình hình càng trở nên không thể cứu vãn. Trong thời gian trị vì của Trần Phế Đế, thế lực nhà Trần đã tụt dốc thảm hại, tạo điều kiện cho giặc Chiêm Thành tràn vào cướp phá, chiếm được cả thành Thăng Long trong một thời gian. Tuy vậy, vua không mấy quan tâm đến chuyện chống giặc mà chỉ lo đem của cải đi cất giấu.
năm 1381, Phế Đế mở khoa thi thái học sinh, song từ đó lại lựa chọn những người khỏe mạnh để gia nhập quân đội. Việc làm kỳ lạ này đã làm mất lòng dân, nản lòng binh sĩ. Không những vậy, triều đình còn tiếp tục cho tăng sưu thuế để cứu kho tàng trống rỗng vì chiến tranh, bắt mỗi xuất đinh đóng 3 quan tiền thuế, khiến cho nhân dân ngày càng khổ cực. Cùng với Thái Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, vua đã để cho Hồ Quý Ly lộng hành, dẫn đến sự sụp đổ từng bước của nhà Trần. Mặc dù sau đó Phế Đế đã tỉnh ngộ và nhận ra mối hiểm họa từ Hồ Quý Ly, nhưng chính điều này dẫn đến cái chết tức tưởi của ông khi Nghệ Tông nghe lời Quý Ly giết hại ông. Thứ năm, Lê Uy Mục, vua quỷ. Lê Uy Mục sinh năm 1488, mất năm 1509, là vị vua thứ 8 của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Lên ngôi từ năm 17 tuổi, ông được xem là một vị hoàng đế tàn bạo và hoang dâm, đẩy triều Lê vào tình trạng hỗn loạn. Theo sử sách ghi lại, Uy Mục là một vị vua ăn chơi vô độ, ham rượu chè, gái đẹp ít ai sánh bằng. Ông cũng nổi tiếng tàn bạo khi giết hại nhiều người vô tội. Khi mới lên làm vua, Uy Mục đã giết tổ mẫu là bà Thái Hoàng Thái Hậu, giết quan lễ bộ thượng thư là Đàm Văn Lễ và quan đô ngự sử là Nguyễn Quang Bật vì những người này từng phản đối việc đưa ông lên ngôi. Vị vua này còn ra lệnh cho giết hết những người chiêm bị bắt làm gia nô trong các điền trang của các thế gia, công thần. Tàn ác hơn, Uy Mục đêm nào cũng cùng với cung nhân uống rượu, rồi đến khi say thì giết đi. Sứ thần Trung Quốc chứng kiến sự quái gở của Uy Mục đã làm thơ gọi ông là vua quỷ. Sự bất nhân của Uy Mục đã gây nên một làn sóng bất bình trong dân chúng và hàng ngũ quan lại, dẫn đến việc giản tu công Lê Oanh, lật đổ và giết chết vị hôn quân này sau 4 năm ở ngôi. Thứ 6, Lê Tương Dực, vua lợn. Sau khi giết Lê Uy Mục, Lê Oanh tự lập mình làm vua, lấy niên hiệu là Hồng Thuận, tức vua Lê Tương Dực, sinh năm 1495, mất năm 1516. Trong thời gian đầu trị vì, Tương Dực tỏ ra là một vị vua tốt, nhưng càng về sau, ông càng sa đà vào việc chơi bời, xa xỉ trụy lạc, bỏ bê việc nước. Lê Tương Dực nổi tiếng với việc sai người thợ cả Vũ Như Tô xây điện 100 nóc, xây cửu trùng đài. Quân dân làm trong mấy năm trời không xong, hao tổn tiền của, chết hại nhiều người. Ông còn cho đóng chiến thuyền bắt con gái khỏa thân chèo chơi ở Hồ Tây, giết chết 15 vương công, cho gọi các cung nhân của triều trước vào cung để gian dâm. Vì hoang dâm như thế, cho nên sứ nhà Minh sang trông thấy vua, bảo rằng Tương Dực có tướng lợn nên dân chúng gọi ông là vua lợn. Lê Tương Dực hoang chơi khiến triều chính hết sức rối loạn, loạn lạc xảy ra khắp nơi trong cả nước. Do can gián vua không được mà còn bị phạt trượng, nguyên quận công Trịnh Duy Sản đã giả mượn tiếng đi đánh giặc để đem binh vào cửa Bắc Thần, giết vua Tương Dực, chấm dứt 7 năm cầm quyền của vua lợn. Thứ 6, Lê Chiêu Thống, cõng rắn cắn gà nhà. Lê Chiêu Thống sinh năm 1765, mất năm 1793, là vị vua cuối cùng của nhà Lê Trung Hưng. Bị mất ngôi năm 1788, ông đã sang cầu viện nhà Thanh đem quân sang đánh Quang Trung với hy vọng trở lại ngai vàng. Sau khi Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc Hà quét sạch 29 vạn quân Thanh, Lê Chiêu Thống lại phải theo đám bại quân chạy sang Trung Quốc. Vẫn chưa thôi mộng phục quốc, Chiêu Thống lại tiếp tục xin nhà Thanh cho quân cứu viện. Nhưng nhà Thanh phần sợ Quang Trung, phần đã ngán ngẩm việc chinh chiến nên chỉ hứa hão mà không cho quân. Thất vọng và chán nản, Lê Chiêu Thống lâm bệnh rồi qua đời năm 1793 và được nhà Thanh chôn theo nghi thức tước công. Thứ 7, Mạc Hậu Hợp phá nát cơ đồ vì háo sắc. Mạc Mậu Hợp sinh năm 1560, mất năm 1592, là vị vua thứ 5 của nhà Mạc thời Nam Bắc Triều trong lịch sử Việt Nam. Khi lên ngôi, ông mới được 2 tuổi, việc triều chính do hai ông chú là Mạc Kính Điển và Mạc Đôn Nhượng phụ tá. Khi trưởng thành, Mạc Hậu Hợp trở thành một vị vua sống xa hoa, trụy lạc, kiêu ngạo, không quan tâm chuyện triều chính hay nghe xiểm nịnh, ít lắng nghe lời bàn luận, khuyên can của các bậc lương thần. Thế và lực của nhà Mạc dưới thời Mạc Mậu Hợp ngày càng sa sút. Đặc biệt, chính thói hoang dâm, hiếu sắc của Mạc Mậu Hợp đã đẩy cơ nghiệp của nhà Mạc đến chỗ suy vong. Để thỏa mãn dục vọng của mình, Mạc Mậu Hợp đã không ngần ngại mưu giết bề tôi, đoạt mỹ nhân. Do thích vợ của viên trấn thủ Nam Đạo Sơn quận công Bùi Văn Khuê, ông đã lên kế hoạch giết danh tướng này để cướp vợ. Kế hoạch bị đổ bể khiến Bùi Văn Khuê đem quân quay sang quy phục vua Lê và chúa Trịnh Tùng. Theo gương Bùi Văn Khuê, hơn 10 tướng nhà Mạc cũng bỏ Mạc Mậu Hợp để chạy sang phe Lê Trịnh.
Điều này khiến Mạc suy yếu nghiêm trọng và bị quân Trịnh Tùng đánh tan tác sau đó không lâu. Mạc Mậu Hợp phải bỏ kinh thành trốn chạy nhưng không thoát. Cuối cùng đã bị Trịnh Tùng treo sống 3 ngày rồi chém đầu tại bãi cát Bồ Đề, sau đó đem đóng đinh vào hai con mắt, bêu ra ngoài chợ 5 ngày. Vương triều Mạc chấm dứt cùng với cái chết của Mạc Mậu Hợp. Thứ 8, Đồng Khánh, con rối của người Pháp. Đồng Khánh sinh năm 1864, mất năm 1889, là vị hoàng đế thứ 9 của nhà Nguyễn. Tại vị từ năm 1885 đến năm 1889, ông nổi tiếng là một vị vua bù nhìn thân Pháp. Sau khi được lên làm vua, tất cả mọi việc người Pháp yêu cầu, Đồng Khánh đều rằm rắp nghe theo. Không chỉ công khai thừa nhận nước Pháp là thượng quốc, ông này còn khen thưởng những quan lính Pháp có công đàn áp phong trào yêu nước của người Việt. Không dừng lại ở đó, Đồng Khánh còn nhượng đất để thực dân Pháp mở rộng đồn mang cá và ký hiệp ước biển các hải cảng quan trọng của Việt Nam là Hải Phòng và Đà Nẵng thành nhượng địa của Pháp. Để ban thưởng cho sự ngoan ngoãn của Đồng Khánh, người Pháp cho ông được hưởng thụ một cuộc sống cực kỳ xa hoa với những buổi tiệc tùng hoành tráng, những bộ trang phục khảm ngọc dát vàng. Theo yêu cầu của Pháp, vua Đồng Khánh đích thân ra tận Quảng Bình để dụ vua Hàm Nghi và các quan tùy tùng chống Pháp về hàng, hứa là sẽ cho cai trị ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhưng không thành công. Thực dân Pháp cũng bố trí cho Đồng Khánh ra Bắc Hà để lấy lòng dân chúng, nhưng bị dư luận phản ứng gay gắt, nên đến Quảng Bình thì ông vua Bù Nhìn lấy cớ ốm đau trở về kinh đô. Cuộc đời của Đồng Khánh chấm dứt ở tuổi 25 trong sự bàng quan của người đời. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Trong những video tiếp theo, quý vị muốn chúng tôi gửi tới những câu chuyện lịch sử gì? Đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình ở phần bình luận. Hãy bấm đăng ký và tích chuông kênh Lịch Sử Việt Nam để không bỏ lỡ những câu chuyện lịch sử thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!